Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào thắp lửa tình nguyện vì nhân dân phục vụ do Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội phát động, sáng qua, Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hà Nội phối hợp với nhóm thiện nguyện chia sẻ yêu thương đã tổ chức chương trình từ thiện tặng quà cho nhiều bà con nhân dân cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Hà Đức Thoại và Hà Thị Thanh Hoài là hai anh em mồ côi trong gia đình có hoàn cảnh éo le. Mẹ mất sớm, bố là thương binh cũng vừa qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Hai em đang cố tiếp tục ăn học và nhờ sự trợ giúp từ người thân. Tuổi còn nhỏ nhưng hai em đã phải gánh chịu những mất mát quá lớn. Món quà cùng những lời động viên từ nhóm thiện nguyện đã phần nào san sẻ những nỗi lo về vật chất cũng như tinh thần, giúp các em bước tiếp đường đời đầy gian nan phía trước. Hai cháu thì cũng muốn đi học, ăn học để tiếp tục trở về việc sau này của các cháu, nhưng gia đình rất là hoàn cảnh và khó khăn. Anh em bên nội thì cũng chỉ giúp đỡ cho cháu được một phần nào đấy thôi, vì không có lương đậu gì ngoài ra có 2-3 chảo ruộng thôi. Ngoài tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn, thì đợt thiện nguyện lần này, Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động cùng nhóm thiện nguyện chia sẻ yêu thương, nhóm giáo viên mầm non Hoàn Kiếm cùng Đoàn Thanh niên Công ty Hapro đã tổ chức chương trình áo ấm mùa đông, tặng 100 áo ấm cho các hộ nghèo xã Yên Sơn, tặng 110 đôi ủng cùng 100 áo ấm cho học sinh trường mầm non Yên Sơn cùng khoản kinh phí 20 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng sân trường. Tôi cũng rất mong là trong thời gian tới cũng có ra lời kêu gọi, cũng là mong muốn cái sự chung sức của các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân có điều kiện hỗ trợ chương trình để làm sao cho chương trình thiện nguyện của chúng tôi nói riêng cũng như chương trình thiện nguyện vì cộng đồng của rất nhiều cả cá nhân và tổ chức khác được ngày càng lan tỏa và có hiệu quả trong cộng đồng. Chương trình áo ấm mùa đông được Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động tổ chức thường niên vào mùa đông và mùa xuân hàng năm tại các khu vực đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn thể hiện tình cảm trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng cảnh sát cơ động thủ đô với các hoạt động xã hội.